Trước khi vào video thì các bạn lưu ý đây chỉ là một video giải trí chơi game đơn thuần, không cổ xí cho bất kỳ một hành động xấu nào khác. Nghiêm cấm làm theo dưới mọi hình thức nha. Bloodfoot, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem 50 địa điểm bí ẩn ở trong Bloodfoot, và có thể các bạn hoặc là mình cũng đều chưa biết những cái địa điểm như thế này. Cũng nhờ YouTuber Kid Gaming đã đăng tải một video và làm mình cũng thức tỉnh ra khá là nhiều điều. Hóa ra những cái địa điểm này trước giờ mình cũng chưa từng đi tới luôn, nên là mình sẽ làm clip này để cho các bạn Việt Nam cũng biết cái điều mà mình thấy nha. Mình sẽ dẫn các bạn đi từ tất cả các địa điểm từ C1 cho đến là C2, C3, và địa điểm nào các bạn đã biết trước rồi thì hãy comment dưới cho mình biết nhé. Hiện tại trong Discord của mình vẫn còn Game Pass cộng 1 fruit và trả quỷ vĩnh viễn đang giveaway cho hai bạn may mắn. Anh em hãy tham gia Discord và bấm vào Enter là các bạn sẽ tham gia được giveaway nhé. Còn bây giờ thì let's go vào clip thế nào. Ok, hiện tại là mình đang ở quê cho nên là cái góc cam nó sẽ không đẹp được như cái góc cam ở trên kia mình set up các bạn ạ, bởi vì là nó bị ngược sáng rất là nhiều. Thôi thì mình còn không định quay face cam cơ. Không quay face cam thì nó hơi buồn một xíu các bạn ạ. Nên là thôi, ráng chịu nha anh em. Và trước khi vào đi tìm địa điểm đầu tiên thì mình sẽ đi random, và nếu các bạn xem chùa clip này thì mình sẽ không random được ra trái ác quỷ ngon. Còn nếu các bạn đã bấm like và đăng ký thì đây sẽ là một trái ác quỷ rất ngon đây. Mua. Ôi lò xo, các bạn thấy không? Đấy là do các bạn xem chùa ấy. Địa điểm đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái đảo đầu lâu các bạn ơi. Đi lên cái địa điểm này rất là xa nên các bạn sẽ cần phải có trái ánh sáng hoặc là tộc thiên thần nhá anh em nhá. Chúng ta sẽ đứng ở ngay cái chỏm đá này ở cái con boss ở C2. Đây là con boss cuối cùng ở bên C2 rồi, và nó là ngay ở cái chỗ mình chỉ vào đây các bạn ơi. Nó ở ngay cái chỗ này nhá các bạn nhá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ phóng đi lên. Oh my god, cuối cùng thì tôi cũng đã thấy hình dáng của nó rồi anh em ơi. Trời ơi, nói chung là mình cũng không biết là mình đi sai hướng hay là như nào. Mình đi rất là lâu luôn ấy. Mình phải đi lại khoảng tầm 3 lần. Thì cuối cùng đây là địa điểm để chúng ta có thể gặp được Thunder God các bạn ạ. Đó, như các bạn thấy. Ok, và nếu mà ở ngay tại đây thì các bạn có bấm vào được không nhở? Bạn cần gì nói chuyện? Nói chung là mình đã có cái item này rồi các bạn ơi. Và nó rất là xa với mặt đất anh em à. Lên đây cũng rất là khổ nha. Nói chung là nếu mà các bạn lạc đúng một lần duy nhất thôi ấy là các bạn sẽ lạc mãi mãi, và các bạn sẽ phải đi lại từ đầu nếu không muốn bản thân đi trong vô vọng anh em. Vị trí thứ hai của chúng ta ngày hôm nay đó chính là đằng sau thác nước đúng không? Nhưng mà ai cũng biết là cái vị trí này rồi, đó chính là vị trí trốn rất là ngon. Rất nhiều bạn là chơi trốn tìm ấy là hay tìm mấy góc này trốn này anh em. Đó, hay đi vào đây là trốn rất là nhiều. Nhưng tại sao các bạn không thể tìm được cái chỗ này nhở? Đây các bạn hãy đứng ra bên này nhá. Đó, xong anh em mình sẽ nhảy lên. Đây, đây là một chỗ trốn mà thật sự kể cả mình bây giờ mới biết anh em à. Nhưng mà ok, nhờ Kid Gaming thì mình đã biết những cái chỗ này, và bây giờ đứa nào mà trốn trong đây ấy mình sẽ tìm đầu tiên anh em à. Và sắp tới, và nếu Discord của mình có đông thành viên, mình sẽ không chỉ những helper mà các bạn mới vào mình cũng sẽ cho các bạn tham gia trốn tìm với tổng giải thưởng rất là nhiều Robux nha. Vị trí tiếp theo là cái vị trí mà chúng ta không thể nào vào được bởi vì là mình không có Camui các bạn ơi. Đây là cái vị trí trong Camui nha. Nhưng mà theo như mình nhớ thì Camui nó đỉnh hơn nhiều cơ, nó kiểu như là một cái mê cung ấy. Và bởi vì quyền lực có hạn nên là tất cả các YouTuber Việt Nam chưa ai có sở hữu cho mình Camui được cả các bạn ạ. Trời ơi, nên anh em hãy đừng quên là xem là đừng có xem chùa nha. Lý do mình không xem chùa là lý do YouTuber Việt Nam không bao giờ được ưu đãi đó. Nếu các bạn ở C1 mà đang cực kỳ là thiếu belly thì có một nơi rất là giàu ở C1, đó chính là tận chân trời anh em ơi. Nếu các bạn thấy một cái chuông ở đây, các bạn chỉ cần nhìn thẳng và hiện tại nó sẽ hiện lên đây anh em ơi. Ngày xưa thì nó không hiện đâu thì phải các bạn ạ. Và các bạn sẽ cần phải làm một cái gì đó để nổ. Ví dụ như mình có một cái chiêu ná cao su rất là cùi ở bên C1 thì mình không biết là nó có nổ được không. Ná đã nổ, nó cũng giúp các bạn nổ được cái này nha anh em. Ok, thì ở đây là có rất là nhiều rương vàng. Và so với ở C1 thì đây là địa điểm nhiều belly nhất rồi nha các bạn ơi. Tin này không chuẩn nha, bởi vì tôi cũng chả chắc nữa, nhưng mà tôi nghĩ thế. Bởi vì trong đây nó vẫn trong đây là đường ra các bạn ạ. Rồi vậy là chúng ta chỉ có đó chính là 8 rương ở đây thôi. 8 rương ở đây là mỗi rương cũng gần 1000 belly rồi. Vậy là các bạn cũng có cho mình xương xương gần 8000 belly chỉ trong một lần nhặt, và nó còn spawn lại nữa chứ. Khá là ngon mà đúng không? Có rất là nhiều bạn mới chơi Bloodfruit và các bạn đã nhặt tất cả các rương ở bên C2 rồi mà tại sao nó vẫn không ra được cái key? Rồi các bạn đã treo được tầm 4 tiếng rồi đúng không? Bởi vì các bạn thiếu chắc là một chỗ mà các bạn sẽ không biết đâu. Bởi vì các bạn mới chơi mà thì cái này rất khó biết. Nếu mà mình không được anh em trong Discord giúp đỡ thì mình cũng không biết cái vị trí này luôn. Đó chính là một cái vị trí để rương ẩn ở trong cái cầu thang hồng này nha các bạn ơi. Các bạn để ý rõ là cầu thang màu hồng nha anh em ơi. Và nó sẽ ở cái quanh cái nhà màu cam này nha các bạn nhá. Đó, và các bạn thấy một cái gì đây không? Đấy, nó có một cái như kiểu là một cái vết cắt ở đây này. Và việc là chúng ta chỉ cần làm nổ nó thôi. Oh my god, cái liên đạn nổ ấy nó không work rồi anh em. Cú tát sấm sét. Oh my god, sao nó không work vậy? Chúng ta sẽ đổi qua lưỡi hái bóng tối, hành quyết.
Trời ơi, cái lưỡi hai bóng tối cũng chả có cái gì gây nổ luôn đấy anh em à. Guitar linh hồn thì sao nhỉ? Bam! Đó, và cuối cùng nó đã mở được cái cửa cho chúng ta rồi các bạn ơi. Trời ơi, và trong đây là có tận 3 cái rương luôn nha. Nếu các bạn treo Kizo đen hay là treo bất kỳ một cái gì mà các bạn quên không nhặt 3 cái rương trong đây là các bạn khéo là tỷ lệ rất lớn là các bạn tạch luôn đó anh em. Vị trí tiếp theo mình nghĩ là ai cũng sẽ biết nếu mà qua C3 thôi, nhưng mà các bạn khá là bỏ qua. Đây là một cái nơi để các bạn có thể PvP mà không mất bounty các bạn nhá. Ok, đấy chỉ là phụ thôi, nhưng ở dưới này là một cái vị trí mà các bạn làm nhiệm vụ để qua C3 anh em à. Ở đây có rất là nhiều câu đố cũng như là hình thù nó sẽ như thế này mãi. Nếu các bạn qua C3 rồi ấy thì cửa nó sẽ không đóng lại nha. Còn nếu các bạn chưa qua C3 thì nó sẽ đóng cái cửa này lại này, và các bạn sẽ gặp được King Redhead ở đây. Ok, và ông này đang bị giam giữ ở biển thứ 3 nha. Và chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ để qua C3 cứu ổng. Nhưng mà hiện tại mình qua C3 rồi mà mình cũng chưa cứu được ổng các bạn ạ. Có vẻ mình là thất bại của tạo hóa không anh em? Tiếp theo chúng ta sẽ có một địa điểm ẩn đằng sau cái dinh thự rùa này. Và nó sẽ đằng sau cái cối xay gió này các bạn ạ. Đó chính là nón lá Việt Nam. Yeah, big shout out to Việt Nam anh em ơi. Thì cái này có rất là nhiều tranh cãi về việc tại sao nón lá Việt Nam lại ở dưới đất như thế này. Nói chung là mình cũng không biết các bạn ơi, nhưng mà mình nghĩ là admin không có ý xấu đâu anh em ơi. Trông nó cũng khá đặc biệt mà, nó sẽ ở một vị trí rất là bí ẩn luôn đấy chứ. Đây cũng là một địa điểm ẩn mà mình không đủ trình để đi lên các bạn ơi. Đó chính là Heaven, một cái nơi mà admin mới có thể bay được lên và quẩy anh em ạ. Okay. Trời ơi, trông rất là xịn sò đúng không các bạn ơi. Thì cái địa điểm này hiện tại là mình vẫn chưa thể lên được nhá. Làm sao mà lên được anh em ạ? Mình mà lên là lúc đấy mình trong đội ngũ admin, các bạn cứ cẩn thận đấy. Vị trí tiếp theo sẽ là vị trí ông admin Rip Indra trốn anh em ơi. Và chúng ta sẽ cùng tìm ổng xem ổng trốn ở đâu nha các bạn. Đây rồi các bạn ơi. Oh my god, tí thì mình đi qua các bạn ạ. Đây là vị trí của Rip Indra, và mình có ký ức rất là mờ nhạt về cái ông Rip Indra này nhá, bởi vì là mình không biết là ổng xuất hiện ở đây để làm gì luôn. Xuất ở quá trình qua C2 mình cũng chưa nói chuyện với ông này bao giờ các bạn ạ. Tôi đang bận. Ok kệ ông. Trời ơi, thật sự luôn, mình chưa bao giờ nói chuyện với ông này BC2 hoặc là vấn đề về trí nhớ các bạn ạ. Tiếp theo sẽ là một vị trí có tên là Pocket Dimension các bạn ạ. Vị trí này các bạn cũng sẽ có thể vào được khi các bạn dùng Kamui, chức năng của admin. Và đấy, các bạn thấy cực kỳ là giống trong những cái tập cuối của Naruto không? Và đây là cái địa điểm mà Kakashi và Obito đã chẳng nhau rất là nhiều ở trong này anh em ạ. Trời ơi, tôi xem lại mà tôi nhớ tập đó quá anh em ơi, rất là cảm động luôn. Ông admin này phải fan cực kỳ cứng thì có thể tái hiện được cái địa điểm nó giống như vậy. Tôi đang rất là lẫn lộn từ C2 về C1 đây các bạn ơi, nhưng mà địa điểm tiếp theo của chúng ta sẽ ở C1 các bạn nhé. Địa điểm này nó sẽ là địa điểm hiding ở bên núi lửa các bạn ạ. Và thật sự là chơi trốn tìm ở BC1 chúng nó trốn ở đây rất là nhiều mấy ông ơi. Đây, mình cứ đi quay quanh cái tường cho đến khi mà tự nhiên chui vào được các bạn ơi. Đó, thế là tự nhiên hôm đấy mình bắt được mấy thằng ở trong chơi trốn tìm trong đây. Thì ở trong đây là một cái bộ xương còn sống, thì nó sẽ bán cho các bạn, đó chính là một cái gậy chiêu hồn anh em ơi. Và còn giá 750.000, và mình đã có cái này rồi. Đây cũng là một vật phẩm mà tất cả các pro PP họ sẽ không thiếu đâu các bạn ơi. Rất là ngon đấy anh em ạ. Và chúng ta lại đi qua C3 các bạn ơi. Trời ơi, thật ra là mình đang đi theo danh sách của Kid Gaming anh em ạ. Bởi vì clip này lấy ý tưởng của ổng mà để đưa cho các người Việt Nam xem mà. Mình mà biết ông Kid Gaming ông ấy sắp xếp lộn xộn như này, mình tự sắp xếp rồi mình dẫn các bạn đi cho lành anh em ơi. Chúng ta sẽ đến với cây đại thụ, nhưng mà các bạn nghĩ là mình sẽ lên gặp cái ông này á? Không các bạn ơi, thật sự luôn. Có một vị trí mà khi mà chơi trốn tìm mình mới biết các bạn ạ, đó chính là mấy đứa nó hay trốn ở dưới đây này mấy ông ơi. Và đây là một địa điểm trốn cực kỳ là tuyệt vời nha. Các bạn nào mà nhìn cái địa điểm này rồi thử thách trốn tìm với bạn bè á, cá năm lốt chưa chắc đã tìm ra luôn á. Này các bạn nhìn này, đấy, ở dưới này nó sẽ có một cái khe các bạn thấy không? Đó, đi vào là xong, là trốn được luôn đi chứ. Và trong đây còn một địa điểm ẩn nữa giúp các bạn có thể đứng trên không. Mình không hề giữ một skill nào, mình như kiểu đang đi bộ trên không luôn các bạn ạ. Nói chung là tôi cũng khó hiểu anh em ơi. Đấy, chúng ta có thể nhảy rất là tự do nhá, không bị cản nhá. Nhưng mà khi mà chúng ta đứng lên thì lại đứng lên một cái vật thể trên không các bạn ạ. Này, đó, ảo không? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đấu trường so tài. Đây cũng là địa điểm mà khiến các bạn có thể VP không mất bounty ở bên C3, và cũng là một địa điểm trốn tìm rất là ngon. Tôi biết hết mấy cái địa điểm này ấy, thì mấy thằng sắp tới trốn tìm không qua được tôi đâu anh em ơi. Đó, trốn ở đây thì có mà tìm bằng mắt các bạn ạ, thề luôn đó, tìm bằng mắt anh em ơi. Nếu mà không xem clip của Kid Gaming, ôi trong đây nó vừa rộng, nó vừa nó siêu rộng luôn các bạn ạ. Đúng là quyết định sáng suốt khi không làm trốn tìm BC3. Ok, trước tiên chúng ta tìm một cái địa điểm mới thì mình sẽ phải đi random để xem nó ra cái gì trước đã mấy ông ơi. Và đó là 2 phút nữa, bye.
thật. Đấy các bạn thấy không, clip thì quay nhanh thật ấy, nhưng mà cái đầu tiên ấy, cái mà chúng ta phải bay lên cái đảo ấy, nó mất của mình gần 1 tiếng để mình tìm đúng cái vị trí các bạn ạ. Nói chứ bây giờ bảo mình bay lại chắc cũng hên xui lắm, mình không biết mình có bay được thật không nữa. Địa điểm tiếp theo đó chính là địa điểm ở dinh thự, và mình nghĩ các bạn sẽ không để ý đến điều này bởi vì các bạn toàn lấy cái rương kim cương ở đây tận được 6.000 belly. Nhưng ở đây đó chính là chúng ta có cờ của đây, đố các bạn biết là cờ gì đấy, mình đố các bạn luôn ấy. Còn đây là cờ Brazil quá nổi tiếng, ai cũng biết rồi. Còn đây là cờ gì các bạn hãy comment cho mình biết nha. Bạn nào comment được là mình nể các bạn luôn ấy. Các bạn khá là thông minh đấy anh em ạ, không phải là ai cũng biết đâu. Okay. Nhưng mà thật ra cái nơi chúng ta cần đến đó chính là một cái căn phòng đã được nổi tiếng rất là nhiều trong một khoảng thời gian các bạn ạ. Căn phòng mà trải qua bao nhiêu update chúng ta vẫn không biết nó sử dụng cho cái gì, nhưng căn phòng này nó đã có một cái cốt truyện trong cái phiên bản game mà admin Rivenra đã đưa ra, một cái phiên bản game như kiểu game 2D các bạn ơi, game hoạt hình ấy anh em. Thì trong đây sẽ có rất là nhiều NPC đó, như bạn thấy nó là một cái phòng riêng biệt luôn, và để tạo phòng này cũng phải tốn thêm chi phí đấy anh em. Tốn thêm chi phí mà không cho người chơi đi vào thì ấy làm cái gì đúng không? Đó, các bạn chỉ cần nhìn ngang ra, teleport vào là các bạn sẽ được vào một căn phòng toàn là X thôi anh em ơi. Không biết là có bạn nào ở trong kênh mình thích cái màu xanh chủ đạo này và thích phòng ngủ của mình được có cái màu giống như X này không ta? Mình nhìn khá là giống phòng ngủ của nhiều bạn nhỏ anh em. Trời ơi, trông khá là ok chứ nhở. Mỗi tội hơi lộn xộn anh em ạ, bàn biếc đổ hết ra luôn này. Ở đằng sau cái này chúng ta có một cái tên King Tot House các bạn ạ. Không biết đây là tên của ông nào. Đây cũng là một vị trí mà mình cũng không biết các bạn ạ. Mình cũng như các bạn luôn, mình không biết là nó có trong game luôn anh em ơi. Đó là một vị trí mà thường chúng ta sẽ không nghĩ tới, đó chính là trong những cái căn nhà bỏ hoang này có một ông mang tên là Wenlock. Đây là một scammer nha các bạn ơi. Nó bảo là có muốn mua một cái physical rocket với giá 97 Robux không, mà có thể chơi cái này cho ông scientist để lấy được cái special microchip anh em ạ. Tại sao gọi là scammer? Bởi vì tên này nó khá là trôn các bạn ấy. Nó bắt các bạn mua tận 97 Robux chỉ để lấy physical rocket, đó chính là trái rocket bình thường nha các bạn ơi, có trái rocket cầm trên tay ấy, anh em, không phải vĩnh viễn nha. Và nó bảo là mình có thể chơi với cái microchip đặc biệt, bất kỳ một cái gì cũng chơi được microchip đặc biệt các bạn ạ. Các bạn không phải mua ở đây, mình không dư tiền tất nhiên, nhưng bởi vì làm clip mình sẽ cống hiến cho các bạn. Và nó không phải là cái trái rocket mà nó là kilo các bạn ơi. Liệu mình có kilo không ta? Mình mở thêm được hai cái ấy, nó chính là một con chó và powder blue. Ok, mình sử dụng mua xem có được kilo không nhé các bạn nhé. Oh my god, rõ ràng nó ghi kilo mà cuối cùng mình nhận lại là fruit các bạn ơi. Kilo bị xóa khỏi game rồi. Trời ơi, các bạn nhìn này, chúng ta 97 Robux chỉ để mua một thứ rác rưởi. Ok, nhưng mà ấy, bất cứ khi nào các bạn cần trái kilo trong ba lô nha, chứ không phải là mua ở đây để làm bất kỳ một cái gì đó, các bạn có thể thử mất 97 Robux để có thể mua một trái mà không vĩnh viễn, mà mặc dù 50 Robux là các bạn mua được vĩnh viễn đây rồi. Trời ơi, cái này là lần đầu tiên mình biết luôn nha các bạn ơi. Lần đầu tiên mình biết cái vị trí này luôn. Mình không nghĩ trong Bloodfoot lại có một cái ông nó chôn như này luôn á, thề. Ok, thì có rất là nhiều bạn đã nói là ở bên C1 các bạn đã random được ra Venom, nào là Mammoth, nào là các thứ, mà trong cuộc đời chơi game của mình chưa bao giờ random được một trái truyền thuyết nào ở bên C1 luôn. Vậy thì trước tiên mình sẽ thử trước khi chúng ta tiếp tục quay clip nha các bạn ơi. Let's go. Và đó, như mình nói các bạn ơi, thấy chưa? Mình không bao giờ được các bạn ạ. What? Các bạn nhân phẩm mình như thế nào thì random bên C1 mới được vậy? Có một vị trí mà mình nghĩ cũng ít bạn ở bên C1 biết lắm và thường là hay bỏ qua. Nếu mà các bạn không đi xem clip thì đó là ở ngay cái vách này. Nó sẽ có một ông Yep Mass Scientist. Ông này sẽ bán cho các bạn võ điện V1 nha các bạn ơi. Và lời khuyên các bạn là nếu các bạn muốn đi farm chỉ bằng melee thôi thì nên mua võ điện, bởi vì võ điện là một võ siêu nhanh ở bên C1 các bạn ạ. Nó là một trong những võ ok nhất ở trong tất cả các võ V1 rồi. Hai địa điểm tiếp theo đó chính là một địa điểm mà các bạn cũng đã biết rồi. Nếu các bạn mới chơi thì ở đây nó sẽ đóng cửa lại và các bạn sẽ phải đánh cái con boss ở đây này. Mình nhớ là nó sẽ ra chìa khóa thư viện và chìa khóa ẩn, đúng rồi. Thì cái chìa khóa thư viện thì là để các bạn vào đây này. Đó, vào đây thì cái bà chị này sẽ cho các bạn nhiệm vụ hình như là võ gì đây? Ờ đúng rồi, tử cước nha các bạn ơi. Đó chính là cái đá lửa V2 ấy, anh em, chân lửa V2 ấy. Và đấy là chìa khóa thư viện. Còn nếu mà các bạn đánh ra cái con này ra chìa khóa ẩn ấy, chìa khóa ẩn ấy nó chỉ có đúng 5% thôi các bạn ạ. 5% mới ra. Mình đánh phải gần 100 con thì nó ra cái chìa khóa ẩn. Thì ở đây các bạn, khi mà các bạn đi vào, đó, nó sẽ có một cái rương ở đây các bạn. Đây là vị trí ẩn nha. Và các bạn dùng chìa khóa ẩn mở cái rương này, các bạn sẽ nhận được thanh Ranger Kư nha các bạn ơi, một thanh kiếm lửa rất là ngon. Đó.
Địa điểm ẩn tiếp theo đó chính là khi các bạn ra đây, ở ngay cái cây nấm này, các bạn thấy một cái màu khuất đây không? Trời ơi, nhìn nó lộ điên luôn á anh em ơi, mà đến bây giờ tôi mới biết là sao. Bùm, đây sẽ là một vị trí có một cái rương đen ở đây, làm tôi nhớ đến cái sự kiện rương bị nguyền rủa quá các bạn ơi. Ăn vào là sẽ có mấy con skeleton nó ra. Ê, tính ra đây sẽ là một cái nhiệm vụ gì đó mình cũng quên mất rồi các bạn ạ. Nhưng mà yep, một địa điểm trốn tìm khá là thú vị đấy. Và nếu các bạn biết chúng ta có thể lấy được gì từ cái vị trí này thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha, bởi vì mình đã quên mất nó rồi các bạn ạ. Một thứ mà các bạn chắc là không biết ở quán cà phê đâu anh em ơi. Các bạn nghĩ là mình sẽ lên lấy rương mà sai vị trí đúng không? Không, nó sẽ có một cái từ nó sẽ để ở đây các bạn ơi. Nó tao tôi cái gì? What? Nó ghi cái gì ở đây các bạn ơi? Nhưng mà mình chắc chắn là các bạn sẽ không biết đến cái vị trí này đúng không? Địa điểm tiếp theo là khi các bạn qua cái cảng 1. Đấy, đi xuống đây nhá các bạn nhá. Chúng ta sẽ đi vào đây, dùng cái ship click nha anh em ơi. Đó, sau đó teleport. Oh my god, teleport hụt rồi. Thử lại nào anh em. Oh my god. Oh, tôi biết một cách dễ vào rồi. Các bạn để cam xa ra. Đấy. Đấy, các bạn để vào như này. Bây giờ các bạn để gần nha anh em. Đó, xong rồi các bạn đấy lùi cam xa ra là được ạ. Click vào phát. Dễ luôn đấy chứ. Và các bạn thấy cái gì nó xuất hiện ở đây không? Đây sẽ là một địa điểm để chúng ta có thể là thức tỉnh trá quỷ nha các bạn ơi. Để mình xem là mình có bấm được ở đây không. Oh my god. À đâu, đây không phải địa điểm thức tỉnh trá quỷ. Nó là hai cái ông đổi màu anh em ạ. Đây, tôi nhầm vào đây cái bục vàng này. Trời ơi, kiến thức có thế mà cũng quên mấy ông à. Ảo thật đấy. Đây, chúng ta lấy vào đây nhá. Các bạn có thể thấy ở đây không? Nói chung là để mà bước vào được thì anh em mình cần phải tìm được cái cái vị trí mà nó lỗi rồi anh em ạ. Đấy, các bạn chỉ cần nhúng cái cam của bạn dưới nước một lúc á để nó lỗi. Đó, sau khi lỗi các bạn là tele vào luôn nha anh em. A few minutes later. Ok, đây sẽ là cái vị trí để cho chúng ta thức tỉnh một cái gì đó. Chắc chắn là các bạn sẽ không thể thức tỉnh khi mà các bạn đi bằng cái đường này rồi anh em ạ. Mình cũng cố gắng bước vào lắm nhưng mà hơi khó nha các bạn ạ. Mình thấy nhiều ông làm nhẹ như bỡn, mình cũng nể luôn đấy anh em ơi. Vào đây mà nhẹ như bỡn được nó cũng hơi nể đấy các bạn ạ. Và ở ngay cái vị trí nhà máy này chúng ta sẽ có, đó chính là một ông tên ổng như cái nhà máy luôn các bạn ơi. Cyborg anh em ạ. Đó, trông cũng ngầu đấy chứ. Ông này bên C1 mà chúng ta đánh cho tơi bời đúng không ta, nhìn quen quá. Chúng ta sẽ phải mua cái này rồi đánh nhà máy cho đến khi nó ra tộc Cyborg anh em ạ. Trời ơi, theo như mình nhớ là vậy. Đúng rồi, tộc Cyborg các bạn lấy hết ở đây nha. Nhưng mà đánh nó khoai lắm, mình đánh mấy lần rồi chưa ra luôn á. Và ai cũng biết có một nơi mang tên là nhà chó các bạn ơi. Đây không phải là cái địa điểm ẩn mà mình nói tới nha các bạn. Và mà đây mới là cái địa điểm ẩn mình nói tới các bạn ơi. Oh my god. Và click nó rất là dễ đấy các bạn ạ. Thường á là hình như trước anh Bi Huỳnh có làm một clip để toàn bộ trá quỷ vào đây rồi các bạn ơi. Là một địa điểm ở bên C1 và địa điểm tiếp theo đó chính là pháo đài hải quân nha anh em ơi. Đây sẽ là cái địa điểm mà chúng ta cần hướng tới. Rất là nhiều đứa nó chưa trốn tìm chỗ trong này. Và mình gặp một ông tên là Valos. Mình cũng không biết là ông này bán cái gì anh em ơi. Tôi vừa mua cái áo choàng màu đen bằng Robux từ đám nhóc. Hắn nói nó sẽ tăng điểm sức mạnh với những thứ khác. Bạn muốn mua bằng 50.000 không anh bạn nào? Tôi phải đi. Ok, đây sẽ là cái nơi để các bạn mua áo choàng đen nha các bạn ơi. Tự nhiên là mình sở hữu luôn cái áo choàng đen này các bạn ạ. Trông nó phèn luôn á. Mua này bằng Robux. Ai bán cái này bằng Robux vậy? Scammer. Địa điểm tiếp theo đó chính là ở tuyết, nhưng mà là tuyết BC2 nha các bạn ơi. Đây là một địa điểm mà mình cũng đếch biết luôn anh em ạ. Nó sẽ có một cái cửa ở ngay dưới đây nha các bạn ơi. Đó, và khi các bạn đi vào cái cửa này sẽ là một vị trí rất là tốt để cho các bạn trốn bạn bè đúng không anh em ơi? Bởi vì nó khá là sâu. Ở đây thì chúng ta sẽ có một ông để học cái võ, đó chính là God Human anh em ạ. À không, Super Human nha anh em ơi, thượng nhân quyền nha các bạn ơi. Và cái danh mục God Human này ở shop mình chỉ bán với giá là từ 49 đến 69k là các bạn đã có thể có cơ hội nhận được một con ạc có tỷ lệ có God, có Super Human rồi anh em ạ. Và chuyện thật như đùa, kể cả ạc 9k vẫn có tỷ lệ nha các bạn ơi, chỉ là nó ít thôi. Địa điểm tiếp theo cũng là một địa điểm mà mình cũng chưa thuộc nó lắm các bạn ơi, bởi vì là mình cũng tìm nó bằng yếu tố tâm linh anh em ạ. À đây, tìm phát được luôn các bạn ơi. Đó, đây là địa điểm mới được thêm vào ở update gần nhất nha các bạn ạ. Và hiện tại thì mình chưa vào được đây, nó có số 50. Mình thiếu một cái gì đó các bạn ạ. Thì trước khi update á, nó vẫn cho các bạn vào được, nhưng bây giờ mình phải bước vào thì phải. Ok, 1 2 3, bước vào nào. Hồi chiêu cho ta đi.
Rồi, ok, bước vào được rồi. Thì đây sẽ là cái ông dạy cho chúng ta cái kỹ năng sửa thuyền để các bạn có thể đi ra thuyền 6 nha. Hiện tại thì chắc là mình chưa có tộc V4 nên là nó chưa cho mình vào anh em à. Và còn một địa điểm nữa đó chính là ở biển 6 ấy, thì cái đảo đó chính là đảo Kitsune. Nhưng mà đảo Kitsune thì mình nghĩ ai cũng biết rồi, bởi vì là sự kiện Kitsune ra mắt ấy thì ai cũng biết đến cái đảo đó, rất nhiều YouTuber làm về cái đảo đó. Cứ full moon các bạn ra biển thứ 6 là nó sẽ spawn cái đền Kitsune cho các bạn, và các bạn sẽ nhặt đồ ở cái đền đó rồi để các bạn lấy một cái đó chính là Force Lamp hoặc là bất kỳ một item nào cũng được. Mỗi tội là bây giờ treo full moon để đi qua cái bên đó nó hơi cực, mà cái địa điểm đấy thì ai cũng biết rồi nên là thôi, mình sẽ chỉ nói qua như vậy nha. Và clip này của mình cũng đã kết thúc ở đây rồi, và nếu các bạn thích cái clip này của mình đừng quên để cho mình một like, một share, một subscribe. Nếu các bạn có nhu cầu thì đừng quên lên shop.com ủng hộ mình và tham gia giveaway trong Discord của mình anh em nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Bye bye.